Đây có cơm nữa hả? À. Về Đồng Tháp 10. Đây các bạn, tất cả các hướng Đồng Tháp là về Đồng Tháp là gom đây hết rồi. Gom ra đây hết rồi, người ta mới chia ra, đang chia ra từng huyện. Giờ đang đợi người ở huyện lên rước nha các bạn. Đông quá trời đông. Đi từ hướng nào cũng phải là gom gì đấy hết.